Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Hôm nay thì thay đổi không khí một chút cả nhà nhé. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác những cái dòng xe thể thao đang hiện có ở nhà em. Đấy, hôm nay buổi hôm nay thì không giới thiệu bếp ga này các bác nhé. Rất là đẹp, xe rất là nhiều kiểu dáng màu sắc. Đây em có ghi mã và giá tiền ở trên đây luôn cho các bác rồi đây. Xe này là xe thể thao của nhà nhé. Xe tay thẳng, tay cong đều có cả đây. Đây, chiếc đầu tiên này, mã M76 của nhà nhé, giá 4,6 triệu. Giá này là em đã bao ship luôn rồi ạ. Một chiếc xe bánh béo cả nhà, đây, của Panasonic, màu nâu. Chiếc này là tay thẳng cả nhà nhé, tay thẳng. Người cao từ 1m50 trở lên là đi được rồi, đây ạ. Em quay sơ qua về các cái chiếc xe thôi, còn bác nào thích cái chiếc nào thì... nhắn tin cho em thì em sẽ chụp và quay rõ lại hơn các bác nhá. Mã M76 giá 4,6 triệu bao ship ạ. Tiếp theo là một chiếc xe cũng là thể thao đi ngang đây ạ. Chiếc xe này có mã là M69 giá 6,5 triệu bao ship cả nhà nhá. Đây xe này ba đĩa, 7 lít cả nhà nhé, 2 đĩa 7 lít. Mã M69 giá 6,5 triệu. Xe này thì từ 1m65 các bác nhé. Cái này thì nó có phần hạ yên này, là các bác có thể tùy chỉnh cái chiều cao để đi được. Đây. Tiếp theo đây là một chiếc xe tay cong màu xanh, kiểu xe đu ấy cả nhà. Xe này là 2 lít. Em xin lỗi, xe này là 2 đĩa. Đây, chiếc xe màu xanh có mã là M67, 12,5 triệu cả nhà nhé. 2 đĩa 2, 4, 6, 8 lít cả nhà. 2 đĩa 8 lít. Rất là đẹp. Đây ạ. Em chỉ quay một cách tổng quan và báo giá cho các bác tiện theo dõi thôi. Bác nào ưng chiếc nào thì em sẽ quay cụ thể các bác nhé. Đây, em này còn là lốp là zin cả nhà nhé. Đây. Tiếp theo đây là một em bánh béo của Gian, mã M64, giá 7,2 triệu cả nhà nhé. Đây ạ. Bộ chuyển động thì của Shimano đây. Đây, bộ chuyển động của Shimano đây, tay thẳng, có lắp phản quang đây cả nhà. Mã là M64, giá 7,2 triệu, bao ship toàn quốc các bác nhá. Đây, bánh địa hình đây cả nhà. Tiếp theo đây là một em xe trợ lực các bác nhá. Đây, xe trợ lực có cái bình đây ạ. Nó giống như là xe điện đấy. Đây. Chiếc xe này thì có giá là 12 triệu cả nhà nhá. 12 triệu bao ship. Xe trợ lực màu xanh. Tiếp theo là một chiếc xe tay ngang, mã là M74, giá 5,3 triệu. Cả nhà ơi, giá em báo là giá bao ship rồi cả nhà nhé. Đây, sử dụng bộ chuyển động của Shimano. Đây ạ. Các bác để ý mã giúp em thì các bác nói mã thì em nhớ, chứ nhiều khi nói tên xe em không nhớ ra đâu các bác nhé. Đây ạ, mã M64, giá 5,3 triệu. Tiếp theo nữa là một em rất là đơn giản, M73 giá 5,2 triệu cả nhà nhé. M73 giá 5,2 triệu. Đây là cái tay của nó này cả nhà. Đây. Em này thì một đĩa cả nhà nhé. Một đĩa 6 lít ạ. Tiếp theo em ở trong cùng đây, mã M38 cũng giá 5,2 triệu cả nhà nhé. Em thì không có chuyên về xe nên nhiều khi em cũng không có biết diễn tả như thế nào đâu cả nhà. Em chỉ báo giá chung chung này thôi. Xong rồi các bác ưng cái mẫu nào ấy thì em sẽ quay cụ thể ra, tự nhiên khung nhôm hay khung thép. Đấy ạ. Rồi chất liệu như thế nào, da bọc lại hay là chưa thì các bác nói mẫu giúp em nhé.
Xong em sẽ quay từng cái video cụ thể của các cái chiếc xe đấy. Đây này em còn 4 chiếc nữa cả. Đây. Mã M70 giá 4,6 triệu. Đây ạ. M70 giá 4,6 triệu cả nhà nhá. Không biết là em quay thế này cả nhà nhìn có rõ không? Tiếp theo là mã M12 giá 4,7 triệu. Em này thì từ 1,5 triệu đi được cả nhà nhá. M12 giá 4,7 triệu. Đây, sử dụng bộ chuyển động của Shimano đây. Cái đèn phản quang đây các bác nhá. Rất là nhiều xe. Thì hôm nay em giới thiệu chục cái chiếc xe này cho các bác lựa chọn. Còn trên kho thì vẫn còn rất là nhiều cả nhà. Đây, nếu mà các bác không có thích cái dòng xe hoặc là không có thích những cái mẫu xe em giới thiệu ở đây thì các bác có thể liên hệ lại em nhé. Ở trên kho vẫn còn rất là nhiều luôn. Em chỉ chọn vài chiếc như này để giới thiệu trước thôi. Xe đạp thể thao, xe đạp mini, xe đạp gấp, tay thẳng, tay cong, bên em đều có cả nhà nhé. Địa chỉ tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bác nào ở gần thì có thể trực tiếp qua cửa hàng để xem hàng. Bác nào ở xa thì liên hệ em. Em sẽ quay video chụp ảnh các bộ phận và test cho các bác xem thử nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ạ. Các bác vào xem thì cho em xin một nốt like, một bình luận và một đăng ký kênh cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.